Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube đi của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Hiện tại là 3 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2020. Và rất hân hạnh được đón anh Hưng ở xã Đông Thành, xã Phú Thọ và sang để ký duyệt phổ thập thờ thập mai quần điểu chất liệu gỗ vụ và kích thước 1m8 x 2m2. Và anh đã đặt cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám với tôi. Và thì hôm nay là hoàn thành phần mộc và anh đã sang để kiểm tra gỗ và ký duyệt. Trước tiên anh đã kiểm tra gỗ và đã đúng chất liệu gỗ như anh đặt và cũng như là kích thước và mẫu mã chất liệu, và nói chung là anh đã ưng ý và anh đã ký duyệt để chúng tôi tiếp theo công đoạn là hoàn thiện cuối cùng là làm dát mịn và phun BU và hẹn ngày để anh lấy. Còn đây trên ảnh quý vị, đây là anh Hưng, là xã Đông Thành, thị xã Phú Thọ. Và nghe là anh đang xem ký về cái tập mà tập mai quần thì chất liệu vũ vụ hàng siêu vip và tinh bong từng chi tiết. Và đây là quý vị về chiêm ngưỡng và cùng tham khảo cùng cái sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Và cái tập này là chủ nhân đó là anh Hưng ở xã Đông Thành, thị xã Phú Thọ và Thanh Ba, rất chi là bồng bềnh. Và theo nhu cầu của sở hữu cái sập của anh Hưng này thì xin lên cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Cơ sở nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và chuyên gia công là lắp đặt đồ gỗ tự nhiên làm theo đơn thư yêu cầu cũng như kích thước và mẫu mã. Cơ sở sản xuất chúng tôi là chuyên sập ngồi sập vụ đủ giường tủ bàn ghế. Hình nhỏ quý vị nhìn đây là dạ tiền trung tâm của chiếc tập tập hai quần điểu của anh Hưng ở xã Đông Thành anh ba đấy. Rất chi là bằng mấy còn cái kia nữa nhỉ, còn cái bàn thờ kia nữa nhỉ, anh Hưng giấu nỗi ở đấy phá. Và thì trong video hôm nay là anh cần đặt cho tôi một bộ cuốn thư câu đối và chiếc tập thờ gỗ mít trên 22 nữa. Và như hai thứ kia chúng tôi để bên trong xưởng. Không biết anh vào quay vào ký duyệt tiếp. Và thì xin chào mừng quý vị nhé. Chào quý vị, gặp lại quý vị clip sau.